bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh tằm bằng khoai mì. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là tô khoai mì mình bào từ lúc chiều. Nhưng mà bây giờ mình bào cho các bạn và các cháu thấy. Đây là cái đồ để bào. Ta bắt đầu bào mì. Đúng là mình lấy đinh mình đục các bạn và các cháu ạ. Nhưng mà thôi mình bào bằng này cũng được rồi, mình xay bằng máy xay sinh tố. Bây giờ ta bắt đầu đi xay khoai mì. Đúng ra thì mình đục lỗ. Mình đục lỗ nhỏ thì mình bào nó không nhỏ, không phải xay lại. Nhưng mà tại vì mình bào bằng cái này nó to quá. Mình bào bằng cái này là cái bào khoai tây với lại bào củ sắn cho nên là nó to quá, cho nên mình phải xay lại. Đây là cái nước khoai mì ta chắc là lúc chiều. Bây giờ ta bắt đầu đổ ra cái rây này, ta rây. Mình ấn xuống cho cái nước khoai mì nó xuống như này các bạn và các cháu ạ. Bây giờ thì mình chắc cái nước khoai mì ra. Mình chắc nước khoai mì ra, còn cái bột ở nó lắng ở trong này bắt đầu ta lấy ra đổ ở trong này. Và đây là cái bột của nước khoai mì lắng lại, mình lấy lại lúc chiều. Đây là 1 kg khoai mì mình bào được 800g. Các bạn và các cháu nhớ là mình khi mình đổ nước vô mình xay sinh tố thì nó có nước và mình chắc nước đi thì nó có bột ở dưới. Cái bột ở dưới ta đổ ở trong này. Bây giờ ta cân được 800g. Bây giờ ta đổ trong cái tô này. Bây giờ mình cho vào đây một chút muối. Một chút vani. Và ta đổ đường vào đây. 800g là cho một lạng 6 đường, 160g đường, tức là cho bằng 1/5. Các bạn và các cháu nhớ là mì 5 lần, mì 5 phần đường 1 phần, 1/5 của mì, tức là 800g mì thì 160g đường. Mình lấy 5 phần mì, lấy 1 phần đường. Bây giờ mình cho vào đây 20g bột năng. Nếu mà mì mà nhiều bột thì ta không cần cho bột đâu, mà mì thì mì này nó ít bột quá cho nên ta mới cần cho 20g bột năng vô. Bây giờ ta quậy cho thật đều và ta bật nồi nước cho sôi. Bây giờ mình chế vào đây 30g nước dừa. Và các cháu nhìn nè, cái tô khoai mì của ta nó sệt sệt như vậy là được này. Nó đừng có khô quá mà đừng ướt quá. Đó, các bạn nhìn rõ rõ này, đó.
các bạn vắt nước nhưng mà cũng không được vắt khô quá. Đây như vậy. Bây giờ thì mình lấy cái bao ni lông mình quàng cái nắp vuông như vậy. Đó, ta quàng nắp vuông như vậy. Ta cột lại. Bây giờ ta bật bếp lên cho nước sôi. Và ta lấy dầu ăn ta thoa cái vung như vậy. Ta làm ta thoa cái nắp. Và mình đổ khoai mì vào. Mình cân 350g khoai mì, đổ vào đây. Trước tiên ta làm màu trắng. Trước tiên ta làm màu trắng. Bây giờ cái khuôn của ta nó có cái ô ở dưới này, thì ta lật cái ngửa này lên. Ta lật ngửa lên, ta để ngửa trong này. Tại vì cái khuôn của ta nó có cái ô ở dưới này. Và nước của mình đã sôi rồi, ta bắt đầu bắt bếp lên. Bây giờ tô bột này cũng 350g bột mì. Ta bắt đầu cho vô một giọt màu. Một giọt cũng được, hai giọt cũng được các bạn ạ. Các bạn và các cháu thích ăn đậm thì cho hai giọt, mà lợt lợt thì ăn một giọt thôi. Và tô bột này thì ta cho vô một giọt màu đỏ. Bây giờ thì mình đi rang mè. Chảo của mình nóng rồi, bây giờ mình đi rang mè. Bây giờ thì mình đi hấp cái dừa này các bạn ạ. Đó, ta hấp dừa. Ta hấp 10 phút. Bây giờ thì mình hấp mẻ cuối cùng là màu xanh. Mình hấp mỗi mẻ là 7 phút. Mình hấp màu trắng trước, màu hồng sau, màu xanh là cuối cùng. Mình hấp mỗi mẻ bánh là 7 phút. Bây giờ ta bắt đầu sắp bánh. Bây giờ ta sắp bánh, ta lấy con dao, cái bao ni lông ta cột con dao như vậy. Và cái thớt ta cũng lót cái bao ni lông như vậy thì sắp bánh nó không có dính thớt và không dính dao các bạn ạ. Nó mình sắp tới đâu mình trộn dừa tới đó. Bây giờ thì mình rang muối. Mình rang muối các bạn, rang muối cho nó khô. Bây giờ mình giã một ít mè. Mình chỉ giã một ít thôi. Bây giờ thì mình đổ mè giã chung với mè không giã. Và mình cho vô một ít muối. Và một ít đường. Rồi mình trộn lên cho nó đều. Tại vì mình giã một ít mè, mình để cho nó thơm các bạn và các cháu ạ. Chứ còn nếu mà mè ta để nguyên hột thì nó không có thơm.
Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta đã có một mâm bánh tằm làm bằng khoai mì. Mình mua là 1 kg khoai mì, 1 kg 2 khoai mì 10.000 và 10.000 dừa xác, 10.000 dừa nạo và 10.000 nước cốt dừa, nhưng mà nước cốt dừa mình làm không hết, vẫn còn lại. Còn 10.000 dừa nạo mình làm hết. 1 kg 2 mì mình xay ra được 1 kg. Xay ra được 1 kg và mình bỏ đi còn 1 kg. Và khi xay ra được 800 g bột. 800 g bột làm cho một lạng 6 đường là 160 g đường. Tức là 5 mì một đường. Nghĩa là các bạn và các cháu cho 5 lạng mì là một lạng đường, thì mình cho 800 g mì thì là một lạng 6 đường. Và đây là mè. Mè thì mình mua là 100 g mè thì lâu lắm rồi mình không có nhớ nữa. Còn ta rang muối ta cho vào và cho vô một ít đường. Bây giờ ta bắt đầu ăn thử. Bây giờ ta cho mè rang vào ta ăn thử. Các bạn và các cháu ơi, mình hấp mì mỗi một màu là mình hấp một vỉ. Mà mình hấp như vậy là mình hấp 7 phút thôi. Các bạn và các cháu đừng hấp lâu quá. Hấp lâu quá nó sẽ chín quá, nó sẽ nhão. Và ta làm như vậy thì ta để ở ngoài, ta đừng bỏ tủ lạnh nhé. Bỏ tủ lạnh nó sẽ cứng. Ta bỏ ở ngoài, ta bỏ tủ ở ngoài thôi. Đừng bỏ tủ lạnh, bỏ tủ lạnh sẽ cứng. Và khoai mì mình mua, nếu mà mình mua được khoai mì bự á, khoai mì to, củ to thì mình không cần phải bỏ bột năng. Mà vì mình mua khoai mì nhỏ quá, nó khô, nó ít bột, cho nên mình phải bỏ bột năng. Vậy là ta đã hoàn thành bánh tằm khoai mì. Bánh khoai mì cũng dễ làm cho các bạn và các cháu ạ. Nhất là những người mà ở trồng khoai mì á, là có khoai mì là mình nhổ lên mình làm liền, nó rất là ngon. Và mình lột khoai mì, mình mua khoai mì về mình lột, mình phải ngâm từ 8 đến 10 tiếng để cho nó hết đắng và nó ngon, nó hết độc. Thứ nhất hết đắng và thứ hai là hết độc. Và tiện đây mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn như vậy. Có một hai bạn là nói với mình rằng: chị ơi, em làm bún sao nó cứ gãy nát, lột lên nó gãy nát. Là vì các bạn làm bún các bạn để lửa nhỏ quá và lửa không có nóng, cho nên là khi mà nó chín thì nó gãy hết. Các bạn và các cháu đun lửa to lên một tí nữa, hay là có thể cho thêm một tí nước nữa vào và đun cho nó nóng nóng, nóng là nóng, và các bạn đảo thật kỹ lên, nó dẻo dai là bún nó không gãy. Còn bún mà nó không có độ nóng á, thì nó không dẻo dai thì nó hay gãy lắm. Hồi trước mình mới làm mình cũng bị như vậy đó, mình cũng có lần mình làm bị gãy. Và bây giờ mình thì làm rất ngon rồi. Vậy là ta đã hoàn thành bánh tằm khoai mì. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.